DVH hướng dẫn nhanh các bác tăng giảm cái bass tép của cái tiếng nhạc trên các cái dòng vang X3, X5, X6, X8, X10, X12. Rất là dễ. Muốn chỉnh cái bass tép của tiếng nhạc, các bác ấn vào cái đường Music này nhá. Đây này. Ấn thêm này. Thì nó có các cái giải tần số này. PEQ số 1 31.9Hz này, ấn nút up vào đây. Đây, cái nút up vào đây các bác nhá. Ấn lên đây. Xoay lên. Đây cái tiếng bass thì nó sẽ nằm trong cái giải. Cái tiếng bass ấy thì nó sẽ nằm ở trong cái giải nó từ khoảng độ 60. Nó sẽ dao động từ khoảng độ 60 lên đến khoảng độ 90 đến 100 là cái tiếng bass sâu, còn cái tiếng bass nông thì nó sẽ là từ 100 đến 150 nha các bác nhá. Các bác muốn nghe cái tiếng bass êm thì ví dụ mình để khoảng độ 80 đối với loa full chẳng hạn. Vào đây, tăng cái gain này lên. Cái gain này này, gain là cường độ các bác nhá. Đây các bác tăng lên, cho con trỏ xuống dưới và xoay cái núm control này. Mình có thể cộng lên khoảng độ cộng 2 hoặc có thể cộng 3 hoặc có thể cộng 4 dB là được. Là bass cộng 4 dB là bass nó lên rất là nhiều rồi. Và cái Q là cái độ dốc thì các bác có để độ dốc là 1.0 này là được. Ok, đây là tăng giảm bass nhá. Tiếp theo này, đây là tăng bass này. Và tiếp theo nếu mà giảm bass, các bác mà nghe ví dụ như cái loa của các bác mà nó mới hơi thừa bass thì mình làm ngược lại, mình giảm cái này đi. Giảm cái gain này đi. Đây này. Giảm đây đi này. Giảm có thể giảm 2 này hoặc giảm 3 này, có thể giảm 4 hoặc là giảm đến 5 dB. Tùy mình giảm đến cái tầm nào mình cảm thấy nghe cái tiếng bass nó vừa tai nhất thì là mình để lại nhá. Ok. Đấy là tăng giảm bass này. Bây giờ bình thường mình sẽ để về 0. Và tiếp theo là tăng giảm tép. Tăng giảm tép thì các bác cho lên đến cái giải tần số cao này. Cái tiếng tép của nhạc ấy thì nó sẽ cao hơn là cái tiếng tép của mic nhá. Bình thường mình tăng giảm tép mic thì mình chỉ để giải 7-8k thôi. Còn đâu cái tiếng tép của nhạc này thì các bác sẽ để khoảng 11-12k. Đây này, 10.900Hz này, 11.100Hz này, 11.300, 11.500, 11.800, 12.000Hz này. Các bác có thể để ở cái giải 12k này cũng được. Và ở dưới này, ví dụ tăng tép thì các bác để cho cái gain này nó cộng lên nhá. Nó cộng có thể cộng 3 này, hoặc có thể cộng 4 này, hoặc có thể cộng 5. Tùy tai và tùy hệ thống. Và cái Q này, thì cái Q này nó sẽ khác với cả cái tiếng bass. Cái Q này các bác để nó nhỏ thôi. Nó sẽ dao động từ khoảng độ 0.7 đến 0.6, 0.63 đến 0.71. Là cái tiếng tép thì nghe nó sẽ ok hơn các bác nhá. Và nếu mà trường hợp mà cái tiếng tép của các bác mà nó chói tai quá, nó thừa tép quá thì các bác làm ngược lại thì lại giảm cái gain này đi. Tiếng tép mà nó hơi thừa nhá, mình giảm cái gain này đi là được này. Đấy, giảm đi. Xoay sang bên này là giảm thì tiếng tép nó sẽ bé đi. Đấy, rất là dễ thôi. Đấy, tăng giảm mắt tép. Trừ là giảm nhá, còn đâu cộng là tăng. Cộng là dương ấy, cộng lên ấy. Là nó sẽ tăng lên, đây là tăng này. Rất là dễ thôi. Còn đâu đây là cái giải tép cao, còn đâu đối với cái giải tép thấp ấy. Đối với cái giải tép thấp mà cái giải mà nó gây ra cái tiếng chói tai ấy, thì là nó sẽ nằm ở cái khoảng nó khoảng độ 2k rưỡi đến 3k này. Thì các bác lại phải di dịch cái tần số PEQ này cho nó lên cái giải mà chói tai gây chói tai ấy, là nó khoảng nó 2k rưỡi này, 2k rưỡi đến 3k. Đây này thì các bác chỉnh đây lên đến 3 kHz này. Ví dụ các bác mà nghe cái hệ thống của mình nó đang chói quá thì các bác giảm cái này đi, giảm 1 này hoặc là giảm 2 này, hoặc có thể giảm 3 tùy, hoặc có thể giảm 4. Và cho cái Q này nó nhỏ thôi. Q này nó không tầm 0.75 hoặc 0.6, 63, 67 gì đấy đều được hết các bác nhá. Đây là giảm cái tiếng chói, cái tiếng chói tai đi. Giảm này đi thì nghe nó sẽ không chói nữa. Còn đối với hệ thống mà nó ok rồi, nó không bị chói tai thì các bác cứ để hết về 0.0 nhá. Bass trung tép cứ để hết về 0.0 đối với các cái hệ thống mà nó dùng ok rồi. Còn đối với các cái hệ thống mà nó thiếu bass thì mình tăng bass lên, thiếu tép thì mình tăng tép lên, chói tai thì mình giảm cái giải 3k này đi, 2k rưỡi đến 3k. 2k rưỡi, 2k7, 3k đều được dao động trong cái giải đấy nhá. Đấy, non bass thì mình tăng bass, non tép thì tăng tép. Đấy, rất là dễ. Ok, chúc các bác vui vẻ. Các bác mà thấy clip này hay, thấy hữu ích thì nhớ để lại cho DVH một like nhá. Chúc các bác thành công ạ.